Kênh Kỹ thuật Nông nghiệp MKHA xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Kính thưa bà con, thì sau khi chúng ta đã thực hiện một số cái video liên quan tới việc xử lý ra hoa cho cây sầu riêng ở miền Đông và miền Tây trong năm 2024 và năm 2025, thì chúng ta sẽ mở rộng thêm cái chủ đề này bằng cách là chúng ta sẽ giải thích những cái thắc mắc liên quan tới cái thao tác vô lân, chặn đọt và tạo mầm. Thì những cái thông tin này đó với những bà con chúng ta đã có kinh nghiệm rồi thì nó khá đơn giản. Tuy nhiên với những bà con nào chúng ta mới bắt đầu thực hiện cho mùa đầu tiên thì những cái thao tác liên quan tới vô lân, chặn đọt, tạo mầm thì nó có một cái khoảng thời gian nó rất là dài và chúng ta xử lý rất là nhiều lần ở trong đó những cái thao tác khác nhau. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem những cái thắc mắc phổ biến như là việc giữa vô lân và chặn đọt tạo mầm thì phun trước hay là chúng ta đạm rải trước. Rồi khi mà kết hợp giữa 10-60-10 và MKP trong cái quá trình chặn đọt tạo mầm thì khi nào chúng ta phun đơn, khi nào chúng ta kết hợp và tại sao nó phải như vậy. Rồi chúng ta sẽ xử lý những cái sự vụ ví dụ như là khi mưa, trong cái quá trình mà chúng ta siết nước thì chúng ta có tạo mầm thêm hay không. Việc chặn đọt là chắc chắn là có xảy ra rồi. Rồi cũng trong cái thời gian này thì nếu như cây bị le đọt thì liệu rằng chúng ta có cần phun hóa chất bổ sung hay không. Đây sẽ là những cái thông tin rất là quan trọng để cho những bà con nào chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ có thông tin trước để khi mà chúng ta gặp cái sự vụ này thì chúng ta sẽ xử lý dễ dàng. Cũng như đây sẽ là những cái thông tin ôn tập cho những bà con nào mà chúng ta đã có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ xem xét lại thông tin thêm một lần nữa. Thì xin mời bà con chúng ta tìm hiểu qua video này. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì 4 câu hỏi này chúng ta sẽ xoay quanh những cái thao tác đó là vô lân, chặn đọt và tạo mầm. Có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu từ thời gian khi kích kênh, bắt đầu mở lá, kéo dài cho đến thời gian mở hết lá và kéo dài cho đến thời gian siết nước. Thì chúng ta sẽ có những thao tác như sau, đó là việc vô lân gốc, việc chúng ta phun tạo mầm ở bên trên bộ lá từ khi mở lá cho đến khi mở hết cây, và chúng ta áp dụng MKP để chặn đọt từ khi cây mở từ 2 cặp lá cho đến khi mở hết lá và kéo dài cho đến khoảng thời gian siết nước mà nếu như có cặp mưa, hoặc là khi chúng ta cần phun chặn đọt thì MKP sẽ được xem xét trong thời điểm này. Như vậy thì những cái thao tác này nó sẽ diễn ra trong vòng khoảng từ 30 cho đến 40 ngày thì có thể là chúng ta sẽ hoàn thiện những cái thao tác này, cho nên thì nó sẽ có bước đi trước và nó sẽ có bước đi sau. Như vậy thì chúng ta sẽ đi trả lời cho thắc mắc đầu tiên, đó là phun trước hay là chúng ta gãi trước thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì trong cái quy trình thì chúng ta cũng đã tìm hiểu cái việc vô lân gốc. Thì có thể là tùy theo từng địa phương, có những nơi người ta sẽ có thói quen là vô lân sớm, có những nơi là người ta sẽ vô lân muộn. Sớm có nghĩa là khi cây mở 1-2 lá cho cái cơ xử lý ra hoa là người ta đã bắt đầu vô lân rồi. Còn muộn có nghĩa là khi là cây mở gần hết lá thì người ta mới áp dụng vô lân đồng loạt một lần. Rồi tất cả những cái thao tác vô lân gốc này mục đích là để tạo mầm, cho nên thao tác này buộc phải thực hiện sau khi chúng ta đã bón phân qua gốc với mục đích kích đọt và nuôi đọt, có nghĩa là chúng ta cung cấp những dòng NPK đạm cao hoặc lân cao để thúc đẩy việc phát triển của cây đọt hoàn chỉnh rồi. Rồi sau đó chúng ta mới áp dụng thao tác vô lân. Rồi quay lại với việc vô lân thì có thể là bà con sẽ có nhiều sự lựa chọn trên thị trường. Thì những cái lựa chọn phổ biến thì chúng ta sẽ thấy có super lân hoặc là cái lân cung chải, tùy theo sự lựa chọn của mỗi địa phương. Ngoài ra thì có thể là chúng ta sẽ sử dụng kết hợp với DB, hoặc là bà con mình sẽ có những cái lựa chọn đó là những cái loại lân khác. Thì cái này thì tùy theo mỗi địa phương và mỗi thói quen của bà con thì bà con sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Như vậy thì cái việc vô lân sớm hay muộn thì nó sẽ tùy theo cái đặc điểm của cái địa hình, cái thời điểm mà chúng ta dự kiến siết nước là khi nào, có nghĩa là cái này là cái đặc tính mùa vụ của từng địa phương, có nghĩa là nó sự khác biệt giữa miền Tây, miền Đông và Tây Nguyên. Rồi tùy theo độ tan của lân, có nghĩa là lân nung chảy thì nó sẽ tan chậm hơn, super lân thì nó tan nhanh hơn, thì là chúng ta đang nhắc tới độ tan. Và nó phụ thuộc vào thời tiết nữa, có nghĩa là bà con mình muốn là chúng ta xử lý sớm hay xử lý trễ, lúc đó còn mưa hay không, hay là đã dứt mưa hoàn toàn rồi. Thì đây là những cái thông tin để chúng ta xem xét cho cái việc vô lân. Rồi một vài ví dụ để cho bà con mình dễ hiểu cho việc này ha. Chúng ta nói tới địa hình trước đi. Ví dụ như tới miền Đông và Tây Nguyên đi. Bà con mình sản xuất trên cái vùng đất mà có đồi dốc, mà đang còn trong thời điểm mưa, đang còn trong thời điểm ảnh hưởng bão thì đâu thể là chúng ta vô lân được. Tại nếu mà vô lân mà mưa nhiều thì nó sẽ rửa trôi hoàn toàn cái lượng lân nó hết, thì nó sẽ không còn cái sự đồng đều ở xung quanh cái gốc cây trồng của mình được. Thì đây chính là cái đặc điểm về địa hình. Rồi cái thời điểm mà chúng ta dự kiến siết nước, ví dụ như với miền Tây thì sẽ lúc nào cũng mong muốn là thực hiện một cái cây đọt mà nó đi nhanh, và người ta sẽ dự kiến siết nước sau khi mà cái mưa đã dứt là người ta sẽ siết nước ngay, để mục đích là sẽ xử lý cái hoa sớm. Như vậy thì người ta sẽ vô lân sớm, để cái việc hòa tan lân và cái sự biểu hiện lên trên lá nó rõ sớm, để khi mà vừa khi mở hết lá lá lụa già hoàn toàn là người ta có thể tiến hành xử lý hóa chất và cắt nước ngay đó. Thì cái đó là cái bước chủ động. Rồi về cái độ tan của lân, có nghĩa là nếu mà lân là tan chậm thì chúng ta phải xử lý sớm, ví dụ như là mở 2-3 lá là mình phải xử lý. Còn nếu mà mình sử dụng những cái dòng lân mà tan nhanh thì có khi là mở 4-5 lá mà, hoặc là mở hết lá rồi thì chúng ta vô lân sau nó cũng được. Thời tiết có nghĩa là mưa hay là nắng, còn mưa nhiều hay là đã dứt mưa, ví dụ như vậy. Thì nếu mà những địa phương nào mà đất đai bằng phẳng thì người ta có thể tận dụng cái nước mưa để mà người ta hòa tan cái lân luôn để đỡ tưới hơn, đó là một việc. Nhưng mà nếu như những cái vùng nào ở cuối mùa, ở cái địa phương đó năm nào cũng mưa dầm mưa nhiều, quý vị nó không thể vô lân được, tại vô lân là nó rửa trôi xuống mương hết, như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái việc thất thoát. Thì cái đây là những cái yếu tố liên quan tới thời tiết, mặc dù là cái cơ đọt chúng ta điều chỉnh nó đã phù hợp rồi, nhưng mà cái việc vô lân là chưa có được là do thời tiết là mưa còn nhiều, ví dụ như thế. Rồi một cái việc nữa để bà con chúng ta lưu ý là cái việc mà chúng ta vô lân sớm hay là vô lân muộn nó không có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tạo mầm. Ví dụ như bà con mình vô lân sớm vẫn là 4-5 kg cho một cây, thì bà con mình vô lân muộn nó vẫn là 4-5 kg cho một cây. Nhưng nếu mà chúng ta vô lân sớm á, thì chúng ta sẽ có thời gian để hòa tan cái lân để cho cây trồng chúng ta hấp thu từ từ. Bởi vì những cái dòng lân như là super lân với lân đun chảy thì nó phải có một cái khoảng thời gian nhất định của nó để nó hòa tan và cây trồng chúng ta hấp thu, chứ không thể nào chúng ta vội vàng trong vòng một tuần mình vô lân rồi mình siết nước để mình xử lý liền mà chúng ta mong muốn là nó có kết quả tốt là không thể. Còn nếu như bà con mình sử dụng cái DB thì có thể là nó sẽ bộc phát ngay, trong vòng khoảng từ 5-7 ngày là chúng ta có thể nhìn thấy được cái tác động của cái DB đối với cái lá cây của mình ngay. Tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng DB được, bởi vì trong đó nó có một cái lượng đạm nhất định mà chúng ta không thể lấy ra được ha. Cho nên là chỉ phù hợp để hỗ trợ trong giai đoạn sớm khi mà chúng ta vô lân sớm thôi. Còn ở giai đoạn cuối chúng ta đã muốn chặn đọt rồi thì chúng ta không thể nào sử dụng DB với một cái lượng quá nhiều được. Như vậy tóm lại, việc chúng ta vô lân sớm hay vô lân muộn nó không có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tạo mầm, mà nó phải phụ thuộc vào những cái yếu tố liên quan tới độ tan, cái thời gian để cho cây trồng chúng ta hấp thu là cái việc quan trọng nhất. Rồi chúng ta phải tính toán tới cái việc là cái thời tiết ở địa phương mình như thế nào, cái thời điểm chúng ta dự kiến siết nước là khi nào, và cái đặc điểm địa hình của cái địa phương của chúng ta để tránh cái việc thất thoát và vẫn đảm bảo được cái thời gian để hòa tan phân bón. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì đã là qua dùng gốc rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua dùng lá, thì chúng ta sẽ có hai giải pháp, đó là 10-60-10 và MKP. Như vậy thì những thao tác liên quan tới 10-60-10 thì bà con sẽ thấy là trong video trước thì chúng ta đã nói đây, 10-60-10 sẽ được phun sớm để thúc đẩy việc mở lá và giúp già lá nhanh. Như vậy thì khi đã mở lá là chúng ta đã áp dụng rồi. Ví dụ chúng ta nhìn cái cây này đi, mới mở con lá một thôi là chúng ta đã có thể phun 10-60-10 rồi, bởi vì nó không có ảnh hưởng đến lá non và chúng ta có thể phun để thúc đẩy cái việc mở lá nhanh hơn và giúp cho lá già nhanh hơn. Đó, đây là cái tác dụng mà chúng ta mong muốn. Cho nên chúng ta phun là chúng ta nhìn theo cơ đọt, còn cái việc lúc đó chưa vô lân thì cũng không sao, chúng ta vẫn phun 10-60-10 bình thường, bởi vì cái tác dụng là chúng ta đang mong muốn cho việc mở lá và già lá. Rồi liều lượng thì chúng ta có thể phun khoảng 500 g 10-60-10 cho một phi 200 lít. Rồi còn với cái ông MKP này là vừa chặn đọt vừa tạo mầm, cho nên khi nào chúng ta cần chặn đọt nó không phải là giai đoạn ở đầu cơi, mà khi cơi nó đã mở từ 2 cặp lá trở lên rồi, lúc này chúng ta mới sợ là nó sẽ mở 5-6 lá rất là nhanh trong một khoảng thời gian sắp tới. Ví dụ như là 3-4 bữa nữa nó sẽ mở đủ lá và nó có khả năng nó sẽ hình thành thêm một cây đọt mới nữa chẳng hạn, thì lúc này chúng ta mới tác động cái MKP vào để chúng ta chặn đứng cái quá trình đó. Thì chúng ta chỉ cho nó già lá và nó mở hết cái cây đó mà thôi, để chúng ta kìm lại cái tốc độ phát triển và chúng ta không cho nó hình thành thêm một cây nữa. Thì cái đó là tác dụng của MKP. Thì chúng ta sẽ tác động từ 2 cặp lá cho cái cơ xử lý cá hoa trở về sau. Thì lúc đó chúng ta có thể phun khoảng 500 g cho 1,2 lít với mục đích là kìm cây, ngăn chặn sự hình thành của một cây mới. Lúc này chưa đập cho đứng đọt nha quý vị, bởi vì nó còn 2 lá chưa mở đó, cho nên là chúng ta sẽ kiềm chế cái tốc độ phát triển của nó mà thôi. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ xem cái sự trước sau giữa vô lân và phun tạo mầm, có nghĩa là một bước lân qua gốc và một bước lân qua lá. Thì rõ ràng mà con mình thấy nè, nếu như mà chúng ta vô lân sớm á, để phục vụ cho việc làm sớm và thời điểm còn mưa, thì thường là chúng ta sẽ phun lân từ ngay lúc đầu khi mở 1-2 lá và cho đến mà cây mở 2 cặp lá đó, thì lúc này chúng ta đã có khoảng 2 lần phun 10-60-10 rồi. Và chúng ta đã vô lân từ sớm rồi, là có nghĩa là thời điểm mở lá đó, là có thể là chúng ta đã vô lân thậm chí là 10 ngày, 15 ngày rồi. Thì như vậy lúc này chúng ta sẽ nhìn được cái sự biểu hiện, cái màu xanh, xanh đen và cái độ dày lá của cái cây mà chúng ta xử lý ra hoa. Sau khi chúng ta đã sử dụng lan hoa gốc và chúng ta đã sử dụng 2 lần hoa lá. Như vậy thì trong cái bước này là nó có tác động lẫn nhau, nhưng mà cái quá trình nó diễn ra rất là dài, từ khi mở cây, mở 1-2 lá cho đến khi mở 4 lá, mở 2 cặp lá, thì cái khoảng thời gian này nó đâu đó khoảng từ hơn 20 ngày rồi. Cho nên là bà con mình phun trước hay là gãi trước nó đều không quan trọng, nhưng mà nó sẽ tác động hỗ trợ lẫn nhau trong cái khoảng thời gian này. Rồi còn ngược lại cho những cái vùng mà xử lý vào chính vụ giống như là Tây Nguyên chẳng hạn, và khi đó đã dứt mưa rồi, đã vào chính vụ, thì chúng ta đợi khi mà cây lá đã mở hoàn toàn rồi chúng ta vô lan cũng được, hoặc là chúng ta vô sớm hơn một tí, ở thời điểm mà cây mở khoảng 4-5 lá thì chúng ta vô cũng được, rồi thời điểm đó chúng ta mới phun tạm ẩm. Như vậy từ cái khoảng đó cho đến khi cây mở lá, khoảng thời gian nó rất là ngắn, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái biểu hiện qua màu lá ngay, khó nhìn thấy hơn so với cái việc mà chúng ta vô lan sớm. Tuy nhiên thì vào chính vụ thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian rất là dài để chúng ta điều tiết cây, và nó sẽ phụ thuộc vào cái thời tiết thịnh vụ, thì cái nhiệt độ và cái ẩm độ nó phù hợp hơn, thì cây trồng của chúng ta nó sẽ ra hoa theo một cái tự nhiên hơn. Thì cái việc này nó không quá căng thẳng như những cái vùng mà chúng ta muốn làm sớm vụ, hoặc là còn mưa, hoặc là làm nghịch vụ. Như vậy có nghĩa là giữa cái bước vô lan qua vùng gốc và cái bước phun tạo mầm trên lá, thì những cái bước này chúng ta có thể xử lý trên lệch nha, bình thường, có nghĩa là chúng ta gãi sớm từ đầu cây, còn khi mở lá chúng ta phun lan cũng được, hoặc là chúng ta không có vô lan sớm mà chúng ta phun để thúc đẩy cái việc mở lá thôi, rồi khi mà cây mở 3-4 lá rồi chúng ta mới vô lan sau thì cũng được, chứ nó không ảnh hưởng gì nhau cả. Rồi như vậy thì giữa bước vô lan và bước phun MKP thì sao đây? Bởi vì MKP nó có một cái tác dụng khác, đó là chặn đọt. Như vậy thì bà con mình có thể hiểu là với lan gốc là nó không thúc đẩy việc đi đọt, tại nó không đạm, và nó cũng không có chặn đọt, vậy nó không có kali, mà chỉ đơn giản là chúng ta đưa lân, có thể là ban đầu với mục đích cải tạo đất, rồi xong mà chúng ta sẽ đưa lân cho cây trồng với một lượng nhiều hơn để nó thúc đẩy việc phát triển của cơ lá đó, mở cơ lá nhanh hơn, phát triển già nhanh hơn, và nó sẽ tích lũy một cái lượng lân để đạt được cái mục đích tạo mầm của chúng ta ở giai đoạn cuối. Và nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hiệu quả và chất lượng của MKP cả, bởi vì lân được gãi với vùng gốc và MKP được phun ở bên trên. Như vậy thì cái việc mà chúng ta sử dụng MKP để chặn đọt có hiệu quả hay không là nó phụ thuộc vào cái liều lượng của MKP mà chúng ta sử dụng, chứ nó không liên quan gì tới cái lân qua vùng gốc cả. Nhưng trong MKP nó cũng có một lượng lân, để khi bà con mình phun thì nó cũng sẽ thúc đẩy cái nồng độ lân đi vào bên trong cây trồng. Như vậy có nghĩa là việc tạo mầm bằng MKP hoặc là 10-60-10 kết hợp với lân gốc thì nó đều bổ trợ lẫn nhau để thúc đẩy việc già lá và thúc đẩy lân dự trữ trong cây để sau này đạt cái mục đích tạo mầm. Còn với MKP thì nó sẽ có một cái hiệu quả riêng của nó, đó là nó sử dụng kali để nó chặn đọt khi chúng ta muốn cái nhiệm vụ đó, thì chúng ta sẽ thúc đẩy cái MKP ở giai đoạn sau, hoặc là chúng ta lựa chọn những cái giải pháp chứa cái kali khác. Rồi như vậy thì câu hỏi số 1 này nó liên quan tới việc vô lân, chặn đọt và tạo mầm, thì nó có một cái điểm chung là nó sẽ thúc đẩy lân vào bên trong cây trồng của chúng ta. Như vậy thì 10-60-10 là được sử dụng sớm. Nếu mà lân được sử dụng sớm thì cái tác dụng về lân nó sẽ bổ trợ lẫn nhau, còn MKP nó không liên quan gì trong cái đoạn đầu nữa cả. Ở giai đoạn sau, nếu như bà con mình có vô lân, bà con mình có phun tạo mầm, thì cả hai giải pháp đó nó bổ trợ cho nhau để bổ sung lân cho cây, nhưng nó sẽ không liên quan gì tới MKP, bởi vì MKP nó chứa một cái hàm lượng kali riêng để nó chặn đọt, nó không liên quan tới cái việc sử dụng lân qua gốc. Cho nên tất cả những bước này đều có thể sử dụng riêng lẻ hoặc là kết hợp với nhau. Bởi vì chúng ta mới có thêm một câu hỏi nữa là MKP và 10-60-10 khi nào kết hợp và khi nào chúng ta phun đơn. Còn ở đây thì chúng ta đã biết là vô lân và cái việc phun qua lá thì trước sau là một điều hết sức bình thường ha. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ đến với một cái thắc mắc thứ hai, đó là cái việc phun 10-60-10 và MKP, khi nào chúng ta phun đơn, khi nào chúng ta kết hợp, và tại sao nó phải như vậy. Thì trong một số video trước thì chúng ta cũng đã nhắc tới cái thông tin này rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta xác định ngắn gọn lại để cho bà con mình dễ hiểu. 10-60-10 sẽ được phun đơn ở đầu cây đọt, nếu như chúng ta mong muốn đó là sẽ thúc đẩy việc mở lá, làm già lá, chúng ta sẽ phun khi cây mới hình thành và mở 1-2 lá. Cái việc này là chúng ta thúc đẩy việc mở lá và hoàn toàn an toàn cho lá non, và lúc này chúng ta chưa cần nhận đọt thì không cần phải đưa kali, nên chúng ta sẽ sử dụng 10-60-10 đơn, và chúng ta sử dụng liều lượng là 500g cho 1 phi 200 lít. Rồi, chúng ta sẽ có một lần kết hợp 10-60-10 và MKP khi cây xử lý ra hoa mở từ 2 cặp lá trở về sau. Có nghĩa là lúc này sẽ có những đọt nó đi nhanh, nó có khả năng sẽ mở 5-6 lá rất là nhanh trong vài 3 bữa nữa. Nếu mà chúng ta không chặn thì cái cây đọt này nó sẽ già trước những cái cây đọt đi sau, và nếu mà không chặn khả năng nó sẽ hình thành định cờ đợt mới. Cho nên chúng ta sẽ kìm là chúng ta sẽ sử dụng MKP với liều thấp để chặn đứng những cái cơi này, làm cho nó đi chậm lại, và chúng ta phun 10-60-10 cộng MKP để thúc đẩy nồng độ lần, giúp cho những cơi đọt đi sau nó mở lá nhanh hơn, nó già quá nhanh hơn để nó bắt kịp những cái cơi đi trước. Thì cái bước này chúng ta sẽ tác động khi cây mở từ 2 cặp lá, có nghĩa là mở từ 3-4 lá trở về sau, thì chúng ta có thể tác động theo phương án này. Như vậy thì lúc này 10-60-10 sẽ phun với liều cao là 1 kg, nhưng mà MKP chỉ 500 gram mà thôi. Bởi vì nếu mà phun kali cao quá thì nó sẽ đứng đọt luôn, thì cái cơi nó sẽ không phát triển được, thì nó sẽ không đúng mục đích là thúc đẩy cơi phát triển nhanh. Còn nếu mà chúng ta chỉ phun 10-60-10 không mà với một cái liều cao hơn thì không có cái kali để kiềm chế lại. Đến thời điểm cuối cơi thì chúng ta có sự xem xét một lần nữa giữa sự kết hợp của 10-60-10 và MKP. Ở cuối cơi chắc chắn là MKP là liều 1 kg rồi, bởi vì lúc này chúng ta buộc phải chặn đứng hoàn toàn cái cơi đọt này. Bây giờ nó mở lá hoàn toàn hết rồi, chúng ta phun liều 1 kg là bình thường, và chúng ta sẽ mong muốn là nó không được hình thành một cái cơi đọt tiếp theo. Cho nên MKP là mặc định phải có với liều 1 kg cho 1,200 lít. Như vậy thì lúc này có cần cộng 10-60-10 hay không thì chúng ta mới xem lại cái màu lá. Thì trong video trước thì chúng tôi đã hướng dẫn cái bước này cho bà con mình rồi. Nếu như tới lúc đó nó vẫn còn xanh trắng như thế này thì chúng ta thêm 10-60-10. Còn nếu mà nó đã xanh đen như thế này rồi thì chúng ta chỉ cần MKP để chặn đọt mà thôi. Rồi, như vậy thì sau khi cây mở hết lá thì chúng ta có lần phun MKP và 10-60-10 nào nữa hay không? Kính thưa quý vị và quý bà con, khi cơi nó đã hoàn thiện rồi, chúng ta cũng đã phun 2 cho đến 3 lần mà trong đó có sự tham gia của 10-60-10 và MKP ở trên lá rồi. Thì khi mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn cắt nước, siết nước, thì chúng ta sẽ có một bước nữa là chúng ta phun 10-60-10 vào bên trong những cái vị trí cành mà chúng ta muốn cây ra hoa và mang trái. Thì chúng ta sẽ phun với liều khoảng từ 1 kg, thậm chí là 1,5 kg cho 1,200 lít, và chúng ta chỉ phun vị trí bên trong thôi. Có nghĩa là đây sẽ là vị trí mới mà từ đầu quy trình tới giờ chúng ta chưa áp dụng, thì chúng ta phun 10-60-10 riêng trong này. Và cái mục đích của việc này chúng ta gọi là tạo mầm trong thân, cho nên không cần MKP đưa vào đây. MKP chúng ta sẽ phun nếu như trong quá trình chúng ta siết nước mà cây trồng của chúng ta gặp mưa, hoặc là cây trồng có dấu hiệu đi đọt thì buộc chúng ta phải chặn đọt và chúng ta tạo mầm bổ sung. Thì lúc này MKP sẽ là giải pháp được lựa chọn hàng đầu, bởi vì nó vừa chặn đọt và vừa tạo mầm bổ sung với liều khoảng 1 kg cho 1,200 lít. Và nếu mà dấu hiệu đi đọt mạnh, mưa nhiều thì bà con mình có thể xem xét kết hợp với những giải pháp chứa kali khác. Ví dụ như gần đây thì chúng tôi đã giới thiệu đến bà con giải pháp 7547-TE. Thì đây là gói 1 kg, thì bà con mình có thể áp dụng cho 2,200 lít, và với liều nửa ký cho 1,200 lít thì bà con có thể kết hợp với MKP. Rồi, nếu mà chúng ta muốn quản lý bệnh và đồng thời ức chế sinh trưởng luôn thì chúng ta sẽ kết hợp với khoảng từ 2cc cho đến 3cc trên 1 lít nước với cái giải pháp của HESA 11%. Thì đây là những giải pháp mà chúng tôi đã hướng dẫn bà con mình áp dụng chặn đọt trong cái quy trình xử lý ra hoa của năm nay. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ đến với thắc mắc thứ 3 là gặp mưa thì có tạo mầm thêm hay không? Kính thưa quý vị và quý bà con, khi cây trồng của chúng ta đang trong quá trình siết nước mà gặp mưa, thông thường là chúng ta sẽ có tâm lý là phun chặn đọt bổ sung. Nhưng mà có cần thiết để kết hợp với tạo mầm hay không? Thì kính thưa quý vị, việc này nó sẽ tùy theo cái biểu hiện qua màu lá. Như những video trước chúng ta chia sẻ rồi, cái bộ lá khi xử lý ra hoa mà chúng ta muốn nó thành công thì cái bộ lá trước khi siết nước phải đủ lần, có nghĩa là nó phải dày, nó phải xanh đen, thì chứng tỏ là nó đủ lần thì chúng ta siết nước nó mới có hiệu quả, tạo mầm được nhiều hơn, chậu thoát động lực hơn. Còn nếu như trong cái quá trình mà chúng ta siết nước mà cây trồng mình gặp mưa, cây nó có dấu hiệu sinh trưởng, cái bộ lá nó bắt đầu nó xanh trắng lại, có nghĩa là nó sẽ nhạt màu hơn so với thời điểm trước đó, thì chúng ta có quyền bổ sung thêm cây lần tạo mầm. Rồi, còn nếu như cây mình vẫn xanh đen, lá vẫn dày thì chúng ta không cần bổ sung đó. Rồi, nhưng mà nếu mà lúc này chúng ta cần kết hợp tạo mầm và chặn đọt kết hợp lại thì chúng ta có thể phun phủ cả cây luôn, bởi vì quá trình siết nước thì cây nó đã già quá hết rồi và nó có dấu hiệu đi đọt, thì có thể là chúng ta sẽ phun phủ cả cây luôn để cái hiệu quả quản lý nó cao hơn. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, ở đây chúng ta sẽ có 2 sự lựa chọn nha. Chúng ta sẽ có phương án 1 và phương án 2. Phương án 1 là chúng tôi sẽ thiên về cái việc chặn đọt là chính và chúng ta tạo mầm chỉ là bổ sung thôi. Cái phương án này thường áp dụng cho những vườn nào xử lý ra hoa sớm và có gặp mưa. Rồi, phương án này thì chúng ta sẽ chọn MKP với liều cao, thường nó khoảng từ 1 kg cho đến 1,5 kg tùy theo cái áp lực đi đọt và mưa nha quý vị. HESA 11 chúng ta sẽ xem xét với khoảng 400 cho đến 600 cc cho 1,2 lít. Chúng ta sẽ cộng thêm với một giải pháp chứa kali cao, đó là 7547-TE với phản thường là khoảng nửa ký cho 1,2 lít. Có nghĩa là lúc này chúng ta cộng 3 sản phẩm là MKP, HESA 11 và 7547, và lúc này chúng ta thiên về chọn cái hướng kali cao hơn để chúng ta chặn đọt là chính. Qua cái việc tạo mầm chỉ là bổ sung thôi, thì cái tạo mầm này chính là cái lượng lần nằm trong cái MKP. Rồi, phương án 2 là chúng ta sẽ thiên về việc tạo mầm bổ sung là chính, và chúng ta chỉ ức chế khả năng đi đọt thôi. Thường cái này là sẽ áp dụng cho chính vụ của miền Đông và Tây Nguyên. Ví dụ như trong quá trình chúng ta siết nước thì vô tình gặp 1-2 cơn mưa gào ở cuối mưa chẳng hạn, thì lúc đó thì chúng ta sẽ tạo mầm bổ sung lại và chúng ta ức chế khả năng đi đọt để ngăn cản cái khả năng hình thành cơ đọt mà thôi. Nhưng mà cái dấu hiệu đó là chưa diễn ra, nhưng mà chúng ta muốn phun bổ sung thì lúc này chúng ta sẽ chọn 10-60-10 với liều 1 kg. Chúng ta cũng sẽ cộng với HESA 11 khoảng từ 400 cho đến 600, và chúng ta cũng sẽ cộng với 7547, nhưng mà lúc này chúng ta chọn liều thấp thôi, có thể là khoảng nửa ký cho 1,2 lít. Có nghĩa là chúng ta cũng sẽ cộng 3 sản phẩm, nhưng mà khác biệt với phương án 1, đó là phương án lăn là chúng ta chọn 10-60-10 chứ không phải MKP. Và trong 10-60-10 thì cái hàm lượng kali nó rất là thấp, nó khác biệt so với cái MKP. HESA chúng ta sẽ chọn liều thấp hơn, và 7547 chúng ta cũng sẽ chọn liều thấp hơn, chọn 1,2 lít. Nó giống nhau, đó là sản phẩm HESA 11 và 7547 nhưng có thể chọn liều thấp. Còn phương án chặn đọt chúng ta có thể chọn liều cao. Cái khác nhau thứ hai đó là phương án 1 là chúng ta chọn MKP là vừa có lân vừa có kali, còn phương án 2 là chúng ta chỉ chọn chủ yếu là lân mà thôi. Đó thì đây là sự khác biệt tùy theo điều kiện. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ đến với một cái thắc mắc cuối cùng, đó là le đọt thì chúng ta có phun hóa chất bổ sung hay không. Với cái câu là phun hóa chất bổ sung, có nghĩa là cái giải pháp này chúng ta đã áp dụng Baclobuchagion trước đó, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cắt nước để xử lý ra hoa. Và trong cái quá trình siết nước này thì sẽ gặp mưa, thì chúng ta có cần phun hóa chất lại hay không? Thì cái thực trạng nó sẽ như thế này quý vị. Sau khi bà con mình áp dụng hóa chất và chúng ta tiến hành cắt nước, trong khoảng thời gian chúng ta đang tạo khô hạn thì gặp mưa, và cây có dấu hiệu đó là sáng mũi giáo, có nghĩa là nó có ý định sẽ nhú cơ đọt. Thì trước đó chúng ta đã phun hóa chất rồi, chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ ức chế được nó rồi, nhưng mà cuối cùng là không ức chế được mà cây vẫn có dấu hiệu đi đọt. Thì lúc này chúng ta xem xét là có nên phun hóa chất lại hay không. Thì kính thưa quý vị là luôn có cái phương án là xem xét phun lại hóa chất, nhưng chúng ta sẽ phun với một cái liều lượng như thế nào để không ảnh hưởng đến cây nhưng mà vẫn đảm bảo được cái hiệu quả xử lý hoa. Đây là một cái câu hỏi và một cái xử lý rất là quan trọng. Kính thưa quý vị và quý bà con, trước khi chúng ta xem xét là cái liều mình phun lại bao nhiêu thì mình phải quan sát cái thông tin như sau. Thường cái thời gian mà chúng ta siết nước để tạo khô hạn cho cây trồng thì nó khoảng từ 4 cho đến 6 tuần thì cây chúng ta sẽ có dấu hiệu ra hoa. Chúng ta xử lý hóa chất thì cái thời gian này nó sẽ rút ngắn đi một nửa. Về mặt lý thuyết thì coi như nó còn lại khoảng từ 2 cho đến 3 tuần đi ha. Như vậy thì khi mà chúng ta xử lý hóa chất mà gặp mưa, cây có dấu hiệu đi đọt thì chúng ta sẽ xử lý hóa chất lại. Thì trong cái việc này nó có hai trường hợp xảy ra. Chúng ta sẽ nói cho trường hợp đầu tiên ít xảy ra trong thực tế nha. Sau khi chúng ta xử lý hóa chất và chúng ta siết nước được khoảng 1/3 thời gian, có nghĩa là chúng ta sẽ dự đoán được là mình xử lý hóa chất chắc trong vòng nó khoảng cỡ 3 tuần là nó sẽ ra hoa thôi. Nhưng mà giờ chúng ta siết nước được 1/3 thời gian rồi, tự nhiên gặp mưa cái chúng ta thấy cây nó đi đọt, có thể là nó 2-3 cơn mưa gì đó. Thì kính thưa bà con, nếu mà chúng ta chỉ mới phun hóa chất ức chế trong vòng khoảng 1 tuần thì lúc này chúng ta sẽ hiểu ngay đó là cái liều Baclo trước đó bị thấp nên là nó không ức chế cho cây trồng của chúng ta được. Thì buộc chúng ta phải xem xét phun lại. Nhưng mà chúng ta phun lại với liều bao nhiêu? Thì kính thưa quý vị, thật ra điều này rất ít xảy ra trong thực tế nha. Bởi vì khi bà con mình đã xác định cái liều Baclo rồi, thường là chúng ta sẽ xem xét cái liều của những năm trước thì chúng ta phun bằng hoặc là nó cao hơn đó một tí xíu. Thường là nó ít có trường hợp mà sau khi xử lý khoảng 1 tuần mà gặp mưa mà nó đi đọt, rất là khó, ít có trường hợp là lắm. Mà cùng lắm là nó chỉ có khả năng hơi sáng mũi giáo nhẹ và chúng ta chỉ cần chặn đọt lại thôi. Thì cái quá trình này nó đã tiếp tục rồi, chứ không đến mức là cây nó sẽ đi đọt đâu. Nhưng mà trong một cái trường hợp ít nào đó mà vô tình chúng ta phun cái liều lượng Baclo nó quá thấp đi và cái liều đó không đủ khả năng để ức chế cho khả năng sinh trưởng của cây trồng, có thể là nó sẽ gặp cục bộ trên vườn của chúng ta có những cái cây mà nó sinh trưởng quá tốt, nó quá khỏe đi, nó quá sung đi, cho nên thì nó không thể nào bị ức chế tốt được. Thì chỉ có một vài cây nó có khả năng nó le đọt thì chúng ta sẽ xử lý lại cho những cái cây đó đó quý vị. Nó sẽ bằng với cái liều bà con mình xử lý trước đó luôn. Ví dụ như trước đó bà con mình đã phun cành với liều bắt lo khoảng 1.000 ppm đi chẳng hạn như thế. Sau một tuần cây nó đi đọt do nó gặp 2-3 cơn mưa vậy đó, thì khi mà chúng ta lặp lại với những cái cây trồng đó thì chúng ta sẽ phun lại với liều 1.000 ppm luôn, và cũng phun lặp lại đúng cái vị trí đã phun bắt lo trước đó. Và cho toàn vườn thì chúng ta sẽ phun chặn đọt lại ở bên ngoài của bộ lá. Rồi về cái cách phun chặn đọt thì chúng ta đã vừa mới nói xong rồi, thì bà con mình áp dụng tương tự như thế mà thôi. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang trường hợp thứ hai, có vẻ sẽ gặp nhiều hơn, thường là sẽ gặp trong điều kiện xử lý nghịch. Thì sau khi chúng ta siết nước khoảng từ 2 cho đến 3 tuần, có nghĩa là gần đến thời gian cây có khả năng sẽ ra hoa, thì gặp mưa và mũi giáo nó bắt đầu nó có thể nó sáng lên. Trường hợp này sẽ gặp nhiều, bởi vì chúng ta đã xử lý hóa chất khoảng 2-3 tuần rồi thì cái tác động của hóa chất hầu như nó không còn cao nữa. Và nếu như cây có dấu hiệu sinh trưởng mà gặp mưa là khả năng nó sáng mũi giáo rất là cao. Và cái này cũng gọi là sáng mũi giáo thôi quý vị, chứ thật ra là để mà đi đột luôn thì nó cũng không có khả năng cao đâu. Thì chúng ta sẽ xem xét xử lý hóa chất lại cho những cái cành mà chúng ta đã phun hóa chất trước đó với nửa liều mà thôi. Trường hợp này sẽ là trường hợp phổ biến trong thực tế hiện nay, đó là khi bà con mình xử lý sớm vụ mà còn mưa hoặc là trong điều kiện nghịch vụ. Thì tại sao chúng ta xử lý nửa liều quý vị? Bởi vì cái khoảng thời gian này nó đã đủ để cho cây mình có thể chuẩn bị bung mầm hoa rồi. Mà nếu mà chúng ta xử lý hóa chất ức chế nữa thì mầm hoa nó sẽ không bung được, bởi vì hóa chất nó sẽ ức chế cái khả năng đó và cái mầm hoa nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên thì chúng ta chỉ phun nửa liều mà thôi, có nghĩa là chúng ta ức chế nhẹ là một cái thì cây chúng ta nó sẽ bung mầm hoa trễ hơn một tí xíu mà thôi. Rồi ví dụ như trước đó bà con mình áp dụng liều bắt lo là 1.500 ppm, sau từ 2 cho đến 3 tuần tự nhiên gặp mưa, mũi giáo nó hơi sáng nhẹ. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ lặp lại với bắt lo cũng trong những cái cành mà chúng ta đã phun bắt lo trước đó với nửa liều mà thôi. Trước đó là 1.500 ppm thì bây giờ chúng ta chỉ phun 750. Rồi sau đó chúng ta cũng sẽ phun chặn đọt lại cho toàn vườn và chúng ta sẽ siết nước và chờ đợi kết quả thêm khoảng từ 7 cho đến 10 ngày nữa. Rồi như vậy thì trong cái tình huống mà xử lý hóa chất lại thì chúng ta sẽ có hai trường hợp, đó là xử lý trong vòng 1 tuần thì nó đi đọt luôn. Trường hợp này rất là ít, có thể là do cái thời tiết quá khắc nghiệt, nó mưa liên tục sau khi mình xử lý hóa chất lần một và cái liều bắt lo nó không đủ phê, chính vì vậy thì chúng ta buộc phải xử lý lại và chúng ta giữ liều. Trường hợp thứ hai là phổ biến nhất cho những cái vườn nào mà chúng ta làm sớm vụ còn mưa hoặc là chúng ta xử lý nghịch vụ của miền Tây, thì chúng ta xử lý bắt lo kéo dài liên tục khoảng 2 đến 3 tuần thì trong thời tiết khắc nghiệt chắc chắn sẽ có gặp mưa mà thôi. Và cái nồng độ hóa chất thì càng ngày nó càng giảm xuống và cái lượng mưa nó càng ngày nó càng tăng, thì chính vì vậy thì cây nó sẽ có dấu hiệu là sáng đọt. Thì chúng ta sẽ lặp lại với nửa liều để chúng ta tiếp tục tăng cái khả năng ức chế với cây trồng, tuy nhiên thì với một cái liều lượng một nửa mà thôi để tránh ảnh hưởng đến cái sự phát triển của mầm hoa sau đó. Và chúng ta chỉ cần siết nước thêm một cái khoảng thời gian ngắn, thêm khoảng 1 tuần nữa thì cây chúng ta nó sẽ bung mầm hoa hiệu quả mà thôi. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì tuy là những cái thông tin này nó khá là cơ bản và đơn giản, tuy nhiên với những bà con nào chúng ta chưa có kinh nghiệm thì đây sẽ là những cái thao tác mà rất là khó cho cái việc xử lý của bà con chúng ta. Cho những cái thông tin này thì chúng tôi sẽ tóm lại như sau. Việc chúng ta vô lân và chặn đọt tạo mầm là những cái thao tác mà chúng ta áp dụng riêng qua gốc và chúng ta xử lý qua lá, và nó có cái quy trình của nó từ đầu khi mở lá cho đến khi cuối cây, nó có rất là nhiều lần xử lý. Cho nên việc số lần, cái thời điểm và cái lượng bà con mình sử dụng nó sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố liên quan tới mùa vụ, địa hình, thời tiết và chúng ta xử lý hóa chất. Cho nên thì cái việc mà chúng ta xử lý trước sau hay là trên lệch là bình thường, bởi vì nó có liên quan tới việc vô lân sớm và vô lân muộn nữa. Cho nên thì nó sẽ không có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng, mà nếu như khoảng thời gian đó bà con mình đảm bảo là đủ số lần phun, đủ thời gian để chúng ta hòa tan lân và đủ thời gian để cho cây trồng chúng ta tiếp thu cái lượng phân bón qua gốc và qua lá và tích lũy lân để tạo mầm cho cây, và sau đó gặp cái thời tiết thuận lợi thì chúng ta sẽ xử lý cái quả thành công cho cái cây trồng của mình. Việc chúng ta làm sớm vụ còn mưa hoặc là chúng ta xử lý nghịch vụ thì mình nên chủ động vô lân sớm, phun lân tạo mầm sớm theo cái quy trình. Còn chặn đọt thì chúng ta sẽ áp dụng từ 2 cặp lá trở về sau. Việc chúng ta tạo mầm qua gốc và qua lá thì nó có hỗ trợ lẫn nhau, thì nó sẽ biểu hiện rõ qua cái màu lá của cây trồng. Rồi nếu mà chúng ta thực hiện làm chính vụ và trong cái thời điểm không có mưa thì chúng ta cứ để cơi ra tự nhiên. Ở cuối cơi hoặc là gần cuối cơi thì chúng ta tiến hành vô lân tạo mầm và chúng ta phun chặn đọt khi cây đã mở lá hoàn toàn. Và do những cái thao tác này chúng ta sử dụng trong một khoảng thời gian rất là ngắn ha, nghĩa là cùng một thời điểm với nhau. Và thường là chúng ta sẽ sử dụng theo kinh nghiệm của những cái mùa vụ trước, cho nên thì đâu đó chúng ta cũng dự đoán được cái khả năng thành công. Còn cái biểu hiện lên trên màu lá ở tại một cái thời điểm ngắn thì nó không thể nào nó biểu hiện rõ chúng ta thấy được. nó sẽ không rõ ràng như cái phương án mà chúng ta vô lăn sớm ở bên trên. Rồi về sử dụng lăn thì lăn nào tan chậm thì chúng ta sẽ gãy sớm hơn so với những dòng lăn tan nhanh. Lăn nào hỗ trợ cho việc cải tạo đất, ví dụ như với lăn nung chải thì còn bà con mình hoàn toàn có thể gãy sớm ngay từ đầu kênh. Rồi kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ kết thúc thông tin này ở đây. Đây là những cái nội dung khá đơn giản. Tuy nhiên thì bà con chúng ta nên nắm rõ để có những cái bước chủ động để xử lý. Đặc biệt là chúng ta nên chuẩn bị những cái sản phẩm liên quan tới cái quy trình này sẵn ở nhà để chúng ta kịp thời xử lý khi mà sự vụ có diễn ra. Kính chúc quý vị và quý bà con chúng ta thành công. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật về thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình và chi tiết các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video. Mekongagri giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongagri.com hoặc website phun thuốc tự động.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekongagri và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekongagri, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekongagri bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekongagri trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.